Trong video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về phương pháp Moment trong việc ước lượng tham số. Thì như ta đã biết đó là có 3 phương pháp chính để ước lượng tham số, đó là phương pháp Moment, phương pháp hợp lý cực đại và phương pháp Bayes. Thì trong video này tôi sẽ giới thiệu tiếp theo đó là phương pháp hợp lý cực đại. Đối với phương pháp hợp lý cực đại sẽ có cách thực hiện như sau. Giả sử ta có n biến ngẫu nhiên x1, x2 vân vân đến xn là IID, tức là có cùng một phân phối và độc lập với nhau. Và cái giả sử cái phân phối đó có một tham số đó là theta. Và ta cần phải ước lượng cái tham số theta từ các giá trị x1, x2 vân vân đến xn. Các giá trị x nhỏ ở đây đó là thể hiện đó là cái quan sát, mà là quan sát được từ số liệu. Đó là các quan sát mà từ các biến ngẫu nhiên x1, x2 đến xn. Thì ước lượng hợp lý cực đại sẽ xác định giá trị của theta, giá trị của theta mũ sao cho cái khả năng xảy ra của cái số liệu x1, x2 vân vân thì xn là lớn nhất. Thì đây cũng là một cái cách diễn giải khá là tự nhiên, khi mà ta sẽ tìm cái theta sao cho cái số liệu mà ta nhận thấy thì có khả năng nhất mà xảy ra được. Thì các bước thực hiện đó là ta sẽ xác định một cái hàm hợp lý, ví dụ là L. Thì hàm hợp lý là một hàm số của cái tham số theta. Thì đó chính là cái xác suất mà x1 bằng x1, x2 bằng x2, vân vân đến xn bằng xn. Thì ta có thể hiểu đây là cái hàm phân phối đồng thời. Đây là P trong trường hợp mà rời rạc. Tuy nhiên trong trường hợp liên tục thì cái P này không có ý nghĩa, và ta thường hiểu đó là F. Cái hàm F mà liên tục, cái hàm f đồng thời của x1, x2 vân vân xn. Thế sẽ là x1, x2, xn. Và trong trường hợp liên tục hay là rời rạc thì do các biến x1, x2 vân vân xn là độc lập với nhau, thì ta có thể viết lại cái xác suất hay là cái hàm f này chính là bằng tích của các hàm f x1, fx2 vân vân đến fxn. Thì đây là do tính độc lập, thì ta có thể tách cái xác suất này hoặc là cái hàm f này thành tích của các hàm f. Thì ý nghĩa của f cũng tương tự như là cái xác suất mà x bằng x1, hàm f thì cũng tương đương, đó là giá trị của fx2 tương đương với là xác suất để x bằng x2 vân vân. Và như vậy L theta sẽ là một cái hàm số của tham số theta, tức là thể hiện cái độ hợp lý của tham số theta với cái số liệu. Tức là với L theta càng lớn thì thể hiện đó là cái giá trị của theta đó càng hợp lý với cái số liệu, cái khả năng xảy ra của số liệu càng lớn khi mà tham số là bằng theta. Do đó thì ta sẽ xác định cái giá trị của theta mũ sao cho cái hàm L theta đạt giá trị cực đại. Và như vậy theta mũ sẽ gọi là ước lượng hợp lý cực đại của cái hàm số của hàm F. Thì đây chính là cái ý nghĩa mà tại sao cái ước lượng này được gọi là ước lượng hợp lý cực đại. Tức là ta sẽ tìm cái theta sao cho cái số liệu, cái bộ số liệu mà ta nhận thấy là có cái khả năng xảy ra là lớn nhất. Và như vậy thì đây sẽ là một cái ước lượng mà hợp lý nhất mà ta lựa chọn. Và để tìm giá trị của theta sao cho hàm số L là cực đại thì ta thường xác định nó bằng cách đó là ta tính đạo hàm của hàm L theo theta, và ta gán giá trị của đạo hàm bằng 0. Ta giải phương trình là đạo hàm bằng 0 thì ta sẽ tìm được cái theta sao cho cái hàm số đạt cực đại. Và thông thường thì để đơn giản bài toán thì ta thường sẽ xác định một cái hàm, đó là hàm log của L. Tức là ta lấy log của hàm số L và ta xác định cái theta sao cho log của L đạt cực đại. Thì ta sẽ chứng minh được đó là ta xác định theta sao cho log L cực đại,
thì giá trị theta đó cũng chính là giá trị theta mà làm cho L theta là cực đại. Đó là bởi vì hàm log là một hàm đồng biến, tức là với x1 mà lớn hơn x2 thì suy ra đó là log của x1 cũng lớn hơn log của x2. Do đó giả sử ta có một hàm, đây là biến trục x là theta, ta có một hàm L đó là hàm có dạng như hình vẽ, đây chính là L của theta chẳng hạn. Như là L của theta. Thì giả sử đây là giá trị mà theta mà làm cho L có giá trị lớn nhất, đây chính là giá trị theta mũ. Thì nếu như chúng ta lấy hàm log của L thì hàm log cũng sẽ có dạng tương tự như thế này. Thì đây chính là hàm log của L. Và như vậy thì giá trị theta mà làm cho hàm log của L là cực đại thì cũng trùng với giá trị theta mà làm cho hàm L là cực đại. Và nếu như chúng ta sử dụng hàm log của L thì cái hàm L ở đây sẽ được giảm ước, thay vì dấu nhân ta sẽ dùng đó là đó là một hàm cộng thì sẽ là log của f và x1 và cộng với log của f(x2) cộng vân vân cộng với log của f(xn). Và điều này chính là do cái tính chất của hàm log, và chính điều này thì làm cho cái việc tính đạo hàm sẽ đơn giản hơn và ta sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định theta. Ta xét một ví dụ, đó là ta sẽ xác định cái ước lượng hợp lý cực đại trong trường hợp mà cái phân phối là hàm phân phối Bernoulli với một cái tham số duy nhất đó là P. Và ta giả sử các giá trị mà ta quan sát được x1, x2, v.v. xn đó là 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Và nó cần xác định cái ước lượng của P. Thì cái hàm phân phối Bernoulli thì có được thì có thể được viết lại theo công thức, đó là P của x bằng xy là bằng P mũ xy nhân với 1 trừ P nhân với 1 trừ xy. Thì thực ra đây chỉ là một cách viết khác của việc viết, đó là sẽ hàm phân phối này sẽ bằng 1 với xác suất là bằng P, xác suất là bằng P, còn hàm này sẽ bằng 0 với xác suất là bằng 1 trừ P. Thì ở đây xy sẽ chỉ là hai giá trị là bằng 1 và 0. Nếu như ta thay vào thì Px bằng 1 thì sẽ là P nhân mũ 1 và nhân với 1 trừ P mũ 0, và 1 trừ P mũ 0 thì đây là bằng 1. Do vậy P của x bằng 1 sẽ bằng P, còn P của x bằng 0 thì sẽ bằng đó là P mũ 0 thì bằng 1 nhân với 1 trừ P mũ 1 và sẽ bằng 1 trừ P. Như vậy thực ra đây chỉ là một cách viết gọn lại, thay vì viết bằng hai dòng thì ta viết thành lại thành một dòng. Và chú ý là xy ở đây chỉ có hai giá trị là bằng 0 và 1. Thì như vậy hàm hợp lý L thì sẽ chỉ đơn giản, đó là bằng tích của các cái hàm P, x và xy. Thì ta nhân tất cả các cái hàm P này lại thì ta sẽ rút gọn lại, đó là bằng P mũ tổng của xy nhân với 1 trừ P mũ tổng của 1 trừ xy. Và ta sẽ lấy log, lấy hàm log của hàm hợp lý. Thì hàm log thì sẽ rút gọn sẽ là bằng tổng của xy nhân với log của P cộng với tổng của 1 trừ xy nhân với log của 1 trừ P. Thì đây chính là do tính chất của cái hàm log. Và ta cần phải xác định cái giá trị của P. Chú ý đây là một hàm số của P, còn xy đó là các giá trị hoàn toàn mà ta đã biết được, đó chính là các giá trị 1, 0 ở đây. Thì đây là hàm của P, thì ta sẽ lấy đạo hàm của hàm số theo P. Thì đây là đạo hàm của hàm số theo P sẽ chính là bằng tổng của xy chia cho P. Do đây là log, mà log P thì đạo hàm sẽ bằng 1 phần P.
trừ đi tổng của 1 trừ xy chia cho 1 trừ p. Do log của 1 trừ p lấy đạo hàm thì sẽ bằng trừ 1 phần 1 trừ p. Và ta giải phương trình này bằng 0 thì ta sẽ tính nhân được là p mũ sẽ bằng tổng của xy và chia cho n. Và ở đây tính nhân được sẽ là bằng 3, do có 3 giá trị bằng 1, 3 phần 10. Và như vậy thì ước lượng hợp lý cực đại thì cũng giống như trường hợp mà ước lượng moment thì ta cũng suy ra đó là cái p mũ sẽ bằng là tổng các giá trị của x và chia cho số quan sát. Thì ta có thể hiểu p mũ đó là giá trị mà sao cho cái xác suất mà ta thấy được x1, x2, vân vân, xn là lớn nhất. Còn chẳng hạn như là nếu như chúng ta thay p ở đây bằng 0,9 chẳng hạn thì ta sẽ có là cái hàm hợp lý sẽ có giá trị nhỏ hơn. Do là với p bằng 0,9 thì rất là khó mà chỉ có 3 giá trị bằng 1, thì chắc chắn là sẽ có nhiều giá trị bằng 1 hơn. Do đó thì xác suất mà xảy ra được cái khả năng chỉ có 3 giá trị bằng 1 sẽ rất là nhỏ. Tương tự với chẳng hạn p bằng 0,1 thì cái xác suất mà có được cái bộ mẫu này sẽ rất là nhỏ. Tiếp theo là một ví dụ mà ta sử dụng là ước lượng hợp lý cực đại để ước lượng cho hàm phân phối chuẩn. Ta giả sử có n biến ngẫu nhiên iid với phân phối chuẩn có hai tham số ở đây là mu và sigma bình phương, thì ta có là cái hàm mật độ xác suất hay là hàm phân phối xác suất của biến x với phân phối chuẩn có dạng đó là 1 phần căn 2 pi nhân sigma nhân với e mũ trừ x trừ mu bình phương chia cho 2 sigma bình phương. Và như vậy thì hàm hợp lý thì đó là tích y bằng 1 đến n, và ta chỉ được thay đây đó là xy, tức là ta sẽ nhân với tất cả các giá trị của quan sát được, với n là số quan sát. Và khi ta lấy log đó chính là hàm l, đây là ta lấy log của hàm l. Chú ý ở đây là hàm log là một hàm của tham số, là hàm của mu và sigma bình phương. Còn xy ở đây là giá trị mà ta đã biết, giá trị của số liệu, xy hoàn toàn là giá trị của số liệu và đây là một hàm của mu và sigma. Thì khi ta lấy log thì ta sẽ có là bởi vì đây là 2 pi và sigma nằm ở dưới mẫu, vậy ta sẽ có là trừ log của 2 pi và trừ log của sigma. Và hàm log thì sẽ làm mất cái giá trị e mũ ở đây và sẽ chỉ còn cái giá trị tổng ở đây sẽ được chuyển về phía dưới, đó là trừ đi xy trừ đi mu bình phương chia cho 2 sigma bình phương. Và trừ log 2 pi và trừ log sigma thì là các hằng số, nó không phụ thuộc vào giá trị cái biến y biến chạy. Do vậy thì ta có thể viết là chính là bằng trừ n log của 2 pi và trừ n log của n sigma, đó là do ta cộng n lần các giá trị mà bằng nhau. Còn đây ta vẫn sẽ viết là tổng với y bằng 1 n của xy trừ đi mu bình phương chia cho 2 sigma bình phương. Và bởi vì đây hàm l ở đây đó là một hàm của mu và của sigma bình phương, và ta muốn sẽ tìm cái mu và sigma bình phương sao cho cái hàm số này đạt giá trị cực đại, thì ta sẽ tính đạo hàm của hàm số theo mu và theo sigma bình phương, sau đó giải đạo hàm bằng 0, thì ta sẽ suy ra được đó là cái mu mũ thì sẽ bằng chỉ là bằng x ngang, đây có thể viết lại nó bằng x1 cộng vân vân cộng đến xn chia cho n. Còn sigma bình phương mũ ở đây là mũ thì sẽ bằng 1 phần n nhân với tổng của xy trừ đi x ngang bình phương. Và như vậy thì ta thấy là cái ước lượng của hàm hợp lý cực đại thì sẽ giống như cái ước lượng moment.
Và tuy nhiên thì cái ước lượng của sigma mũ thì vẫn là ước lượng chạch. Ở đây thì tôi muốn tính đạo hàm của hàm số L theo sigma và theo mu và theo sigma bình phương, và sẽ chứng minh đó là mu mũ bằng x ngang và sigma bình phương mũ là bằng ngọc thước ở đây. Thì đầu tiên đó là để tính cái đạo hàm của hàm L theo mu, chữ của mu ở đây thì ta có là ta thấy là hai biểu thức đầu tiên ở đây thì không phụ thuộc vào cái mu, do vậy thì đạo hàm của nó sẽ bằng không, và ta chỉ việc tính cái đạo hàm trong ngoặc ở đây. Thì bởi vì tính tổng, do vậy ta vẫn có là ta chỉ tổng 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 ở đây thì đạo hàm thì sẽ là 2 nhân với, chúng ta là ta xét là hàm số là theo mu, do là x, y và sigma bình phương đều là hàm số. Nếu như ta lấy đạo hàm theo mu 2 nhân với x, 2 nhân với mu trừ đi x y và chia cho 2 sigma bình phương. Y chạy từ 1 đến n, và nếu như ta cho cái giá trị này bằng 0 thì bởi vì đây ta có 2 và 2 này bị mất đi, và sigma bình phương và mu thì không chạy theo y, do vậy ta có thể bỏ ra ngoài số số tổng tính tổng ở đây. Thì điều này tương đương đó là tổng của mu trừ đi x y là bằng 0, là tương đương đó là n nhân với mu sẽ bằng tổng của x y. Thì chúng ta suy ra nó là mu, thì là mu h sẽ bằng tổng của x y chia cho n. Và như vậy thì ta đã chứng minh được đó là cái giá trị của mu ước lượng sẽ chính là bằng giá trị trung bình mẫu. Tiếp theo tôi sẽ viết ở đây đó là cái đạo hàm ở đây, đó đạo hàm là riêng phần đây là theo sigma bình phương bằng bằng bao nhiêu. Thì chú ý là sigma bình phương thì sẽ có ở hai chỗ, đấy đó là n log của sigma và ở đây cả ở dấu tính tổng. Ở đây ta có log của sigma, do vậy ta có thể viết đó là đây là log sigma bình chia cho 2. Do là log của sigma bình phương là bằng 2 nhân log sigma, do vậy ta có thể viết lại là n log của sigma bình phương và chia cho 2. Thì tính đạo hàm sẽ chính là bằng chúng ta tính hàm đạo hàm là theo cái sigma bình phương, đây chỉ là bằng trừ n chia cho 2 sigma bình phương trừ đi, ở đây là trừ 2 sigma bình phương mà 1 phần x đạo hàm thì chính bằng trừ 1 phần x mà đạo hàm, ta có là 1 phần x. Đạo hàm chính là bằng trừ 1 phần x bình. Vậy ta sẽ có đây là trừ đi cũng là tổng của x y trừ đi mu bình phương, mình sẽ chia cho 2 lần, đây là sigma bình phương và bình phương, đây sẽ chuyển thành dấu cộng. Và ta giải đây là bằng 0. Bằng 0 thì ta có thể thấy là ở đây có sigma bình phương và một cái sigma bình phương, do vậy ta sẽ bị mất sigma bình phương ở đây đi và chỉ còn lại một sigma bình phương ở đây. Và giải ra thì ta sẽ suy ra được đó là sigma bình phương chính là bằng tổng của x y trừ đi mu bình phương và chia cho n. Như vậy ta có thể thấy đó là đã chứng minh được đó là nếu như ta lấy đạo hàm
của hàm log L mà theo mu và theo sigma bình phương và đã cho cái diện tạo hàm đó bằng 0 thì đã có thể giải ra được đó là cái ước lượng của mu h và ước lượng của sigma bình phương.